hàng loạt nữ sinh bị kẻ xấu giả mạo ekip chụp ký yếu nhắn tin quấy rối tình dục. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc hàng loạt nữ sinh bị kẻ xấu giả mạo ekip chụp ký yếu nhắn tin quấy rối tình dục. Thông tin vụ việc được MN, nữ sinh năm nhất của một trường đại học ở Hà Nội, người được cho là một trong những nạn nhân, chia sẻ trên chính trang cá nhân của mình. Theo lời kể, khoảng vài ngày trước, Facebook cá nhân của cô được thông báo bình luận yêu cầu check inbox của một tài khoản tên Thu Hiên. Nghĩ có người cần tìm mình gấp, MN làm theo và kết quả là cô bị sốc ngay khi đọc những dòng tin nhắn đầu tiên. Kể là mặt này gửi cho nữ sinh hàng loạt tin nhắn, cùng ảnh khắp màn hình, những cuộc đối thoại của hắn với bạn bè, tất cả đều có nội dung dung tục. Trong đó, đối tượng gọi nữ sinh bằng những từ ngữ không thể chấp nhận, thậm chí miêu tả lại cụ thể bằng những câu chữ hành động tự sướng mình đang làm. Dù quyết lơ đi nhưng tài khoản này liên tục nhắn tin quấy rối MN trong suốt mấy ngày tiếp theo. Sau khi MN trả lời yêu cầu dừng hành động thì đối tượng đã chặn cô. Chưa dừng lại ở đó, đến tối qua 15 tháng 4, thông qua trò chuyện với bạn bè, MN mới được biết rằng không chỉ có cô nàng mà rất nhiều bạn nữ tại trong một trường cấp 3 ở Hà Nội cũng nhận được tin nhắn quấy rối tương tự. Với các nạn nhân này, cái biến thái còn có thủ đoạn cao tay hơn là giả mạo mình thuộc ekip từng chụp ký yếu cho lớp nạn nhân, nhắn tin xin lại liên ảnh của lớp với lý do đã làm mất file ảnh gốc. Sau khi có được file ảnh, đối tượng dùng chính những tấm hình này để bình luận, nhắn tin quấy rối. Hiện MN và các nạn nhân đã tổng hợp lại các tin nhắn quấy rối cũng như bằng chứng thu được để báo công an với hy vọng sớm tìm ra hung thủ. Trước thông tin cho rằng MN bị chị câu like, cô khẳng định những điều mình nói trên đều đúng sự thật. MN bắt đầu bị kẻ xấu quấy rối từ ngày 13 tháng 4, còn các nạn nhân khác thì sớm hơn một chút, từ khoảng đầu tháng 4. Ban đầu, các nạn nhân cho rằng chỉ cần lờ đi là mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng sự thật là bọn quấy rối càng được đà càng lớn tới, tiếp tục hành vi xấu xa với các nữ sinh khác. Mình thật sự sợ rằng tương lai đối tượng này sẽ không dừng lại ở việc quấy rối, thậm chí sẽ có những hành động mà mình không dám tưởng tượng, vì ngôn từ và cấp độ quấy rối đó luôn tăng mạnh theo thời gian. Thậm chí có một bạn từng bị đối tượng gửi cho ảnh bộ phận sử dụng, MN chia sẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, MN cùng các nữ sinh này đã tổng hợp lại các tin nhắn, khoanh vùng đối tượng nhưng chưa có bằng chứng xác thực hơn nên chưa biết phải làm gì tiếp theo. Nhóm bạn thân cũng đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an và chờ ngay kẻ xấu phải trả giá cho hành vi đồi bại của mình. Chia sẻ về lý do vì sao đa phần các nạn nhân bị quấy rối thường im lặng cho qua mà MN lại chọn lên tiếng, nữ sinh năm nhất cho hay, ban đầu cô cũng định sẽ im lặng vì sợ ảnh hưởng danh dự. Tuy nhiên, MN ý thức được rằng kẻ cần phải xấu hổ là bọn quấy rối, chứ không phải nạn nhân, nên đã quyết định đưa mọi việc ra ánh sáng. MN cũng hy vọng nếu các bạn khác có không may gặp phải chuyện này thì có thể dũng cảm đứng lên đấu tranh cho bản thân mình và luôn có những người sẵn sàng ở bên cạnh và giúp đỡ các bạn. Quấy rối tình dục luôn đem lại những câu chuyện buồn cho tất cả chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào hay cách phản ứng của mỗi cá nhân là khác nhau. Các bạn cứ tin rằng những kẻ quấy rối tình dục qua mạng sẽ không thể mãi lẩn trốn dưới nick ảo, chúng sẽ bị trừng trị và nhận được hình phạt thích đáng. Lời chia sẻ của MN rất được đông cư dân mạng ủng hộ.